Em nhìn rất đầu này. Cái đầu luôn là hoa bài được một em này, sót hai cái may được còn được một em bất khắc luôn nè. Lúc trước nó vào lúc gì trước em đánh nhà góc đằng kia một cái, dưới đằng kia một cái, nhưng bây giờ em đợi lại có được hai cái này rồi, lâu lắm rồi chứ tầm tầm độ tuần này mọi người thông em nhá. Em lấy một cái trong góc kìa, à, trong góc đấy. Tại sao em đánh trong đấy? Vì trong đấy có luồng chạy chuột chạy từ trên kia xuống, trên kia nó ra cái dải suối rất sâu sâu tí trong kìa. Đây nó là xuống đây là nó đi ăn thẳng, nó rắn nó sẽ đi xuống đây ăn thẳng đây hoặc ăn thẳng lên đấy. Và em đánh đợt vì tại vì mùa này khu em đang ấy đang dịch không đánh được chuột chữ xa ấy. Nhưng mà em chỉ đánh qua quanh nhà thôi. Không đi xa được, nó không quay được cái video đánh chuột đấy nhá. Đấy, em đánh quanh quanh nhà. Đấy, xong đây. Động động, hai động động, không có gì nhá. Cóc cũng còn. Mà để mình cóc. Mồi mình cóc. Nó không tỷ lệ không thể nhận. Không được hồn nhá. Rồi, cóc còn nguyên mày nước. Nước vừa hết mày cóc trước. Phần cá mèo này rồi, đây ăn xương gà thế này, còn ị xương gà đây, anh chưa, đấy, xương, đây một con sót đã xương, đấy, anh thấy chưa, đây rất nhiều, nó đi ăn dọc xuống đây, nó xuống nước nước đây nhỉ, đấy. Đây, mình đánh cái đoạn này. Xong đây. Xong đây nhận đây. Ui, qua qua nhá. Ui, nhập vào trong. 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 Nó vào lục nó rồi. Ui, em mua chưa con này. Đó, đi vậy chẳng. Sức đầu. Mà vậy. Được một em này. Sót hai cái, may được còn được một em. Luôn khắc cũng mua em. Bây giờ xem video của anh.